Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về hôm ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ, ai lắt léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Xưa đôi nắng chung đường lá đổ, tim trai tớ nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn hiu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắm, bỗng tràn đầy trong mắt. Sao sắc đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn buồn. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về hôm ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ, ai lắt léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày. Xưa đôi nắng chung đường lá đổ, tim trai tớ nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn hiu. Chuyện tương đã nhiều năm xa lắm, bỗng tràn đầy trong mắt. Sao sắc đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ người ta. Từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn buồn. Để bây giờ chim ca bắt tâm, ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn, buồn xong vẫn buồn. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác nhà Quốc Dũng thơ của Xuân Kỳ, ca khúc Ngại Ngùng với tiếng hát của anh Tuấn Nhật Minh. À, Tuấn Nhật Minh. Xin chào anh ạ. À, chúc mừng cho anh Kim Tiểu Long, anh đã sở hữu được tiếng hát này ạ. À, đối với anh, một cái giọng hát mà được khán giả ủng hộ cho em như thế này rất là hạnh phúc rồi. Vì mình hát cho ai nghe
mình hát cho khán giả nghe mà khán giả ủng hộ cho mình, có nghĩa là mình đã thành công. Dạ, đó là chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba dữ kiện trước nhé. Đầu tiên Khanh xin mời anh Tuấn Nhật Minh hãy gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ về dữ kiện đầu tiên. Đầu tiên Tuấn Nhật Minh xin được chào các anh các chị trong ban đấu giá, là những người em rất là yêu thích. Xin chào quý vị khán giả của trường quay đã ủng hộ cho Tuấn Nhật Minh. Và cũng xin chào tất cả quý vị đang xem trên sóng của đài truyền hình. Dữ kiện đầu tiên đó là ga. Thực ra thì là một kỷ niệm buồn. Và khi Tuấn Nhật Minh đứng ở trên sân khấu này là một món quà dành cho một người bạn đã khuất của Tuấn Nhật Minh. Đó chính là diễn viên Mai Nguyễn Thanh Phương của sân khấu kịch Indicap. Là một người bạn thân nhất trong cuộc đời của Tuấn Nhật Minh. Thì cái ngày đó Phương luôn luôn giục là Tuấn Nhật Minh là phải vào trong Sài Gòn đi. Bởi vì là cái giọng của mày ấy nên vào Sài Gòn đi thi MC hay là đi hát. Rất là phù hợp. Em cũng đã đồng ý rồi và quyết định đi vào trong Sài Gòn. Thì em với Phương khăn gói quả mướp đi ra ga Hà Nội. Thì không hiểu sao em lại thay đổi, em không đi nữa. Và chỉ có Phương vào trong đấy thôi. Và Tuấn Nhật Minh mong muốn rằng là đây là món quà đầu tiên dành tặng cho người bạn quá cố của mình. Có nghĩa là ga ở đây là một nhà ga năm ấy. Nhà ga Hà Nội. Khách xin mời mình chia sẻ về từ số 13. Cũng may mắn làm sao mà lại được 13 lần xuất hiện là khách mời trên sóng của các đài truyền hình. Thì cái điều đấy là cái điều rất một cái kỷ niệm rất đẹp. Rất là đẹp. 13 lần và nếu như lần này nữa là 14 lần. Cho nên điều ấy khiến cho anh Minh rất là nhớ. Và cái cuối cùng đi, ai cũng thắc mắc hết. Ai chết cho người đẹp là ai chết thế cho nào người đẹp anh? Cũng là một cái mà tại vì từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật rồi. Và cũng không cần thiết là phải làm ca sĩ hay là cái gì cả. Diễn viên cũng được, hay là cái diễn viên múa cũng được, diễn viên siếc cũng được. Miễn là làm nghệ thuật. Cứ lên sân khấu là thích. Thế thì lần đầu tiên trong đời được hãng phim truyện Việt Nam mời đi đóng vai quần chúng trong bộ phim Ai Chết Cho Người Đẹp là phim truyện nhựa cùng với cả diễn viên điện ảnh Thu Hà. Thế là cát xê là được 10.000 với cả một chiếc kem Tràng Tiền. Ui giời. Và chúng ta đã nghe về ba dữ kiện của anh Tuấn Nhật Minh rồi. Và anh Minh ơi, anh hãy gửi tặng đến cho tôi một món quà nhỏ nhé. Bố mẹ Tuấn Nhật Minh rất là thích chèo. Vâng ạ. Chắc là thôi hát một đoạn chèo vậy. Dạ. Anh đây thương bạn ý, sẻ chia nó đói. Anh bước chân đi chớ ngại cát lầm ý, đừng than khóc ý, ruột tầm em đêm dối sầu tình chắc ẩn chia đôi lối. Anh đành lòng sao chẳng đòi đến bạn ý, 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 hiền ý, 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 ý. Rất là hay, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bây giờ quý vị khán giả ơi, đến thời gian chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của anh Tuấn Nhật Minh. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, thời gian bình chọn dành cho tiếng hát của anh Tuấn Nhật Minh đã kết thúc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút trước khi chúng ta biết kết quả